Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện. Sau khi giả mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai của hắn. Tập 42. Lâm Vân Phàm, cậu đây là chuẩn bị quay lại tiếp tục thực tập hả? Không có, em trở về để làm thủ tục thôi việc. Bây giờ em thật sự phải đi rồi. Đến để tạm biệt anh một tiếng. Vậy sao? Anh Vận, mấy ngày qua thật sự cảm ơn anh. Em đã học được rất nhiều. Là từ cậu cố gắng mà. Sau này có duyên gặp lại. Mau, nhân lúc còn nóng ăn đi. Tay không có sức. Được, em đút anh. Hả? Việc nào? Vân Phàm, chúng ta chen nhau ngủ chung một giường đi, có được không? Không được, vết thương của anh còn chưa cắt chỉ, đè trúng là tiêu luôn. Ồ, ngoan, mau khỏe lại, em sẽ ôm anh ngủ. Vâng. Chíp chíp. Lại nhân lúc mình ngủ say rồi qua đây. Thật là hết cách với anh. Vết thương lành lại rất tốt, có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi. Chú ý, không được làm việc nặng để tránh vết thương lại hở ra. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Wow, cuối cùng được về nhà rồi. Mấy ngày không về, trong nhà toàn là bụi. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã. Em đi dọn dẹp. Để anh làm cho. Anh đang bị thương, làm cái gì mà làm. Ngồi đi, em làm được rồi. Vân Phàm, đừng dọn dẹp cực khổ nữa. Thật sự không ổn thì gọi quản gia đi. Không sao, chỉ mấy việc nhỏ rất nhanh là dọn xong rồi. Em lại đây ngồi, anh có điều muốn nói với em. Hử? Sao thế? Ngày mai anh phải quay lại tung hoành làm việc rồi. Hả? Vừa mới xuất viện, không thể nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Đã nghỉ ngơi rất lâu rồi. Công việc tồn động lại rất nhiều, phải xử lý thôi. Mình còn không xuất hiện, e là Kỷ Phi sẽ có nghi ngờ. Vậy được thôi, đừng vất vả quá nha. Văn phòng em bên đó. Đã suy nghĩ rồi, bây giờ em là người nhàn rỗi. Đều tại anh. Anh lại nữa rồi, đừng tự trách mình. Chỉ là công việc thôi mà, đâu quan trọng bằng anh. Ngày mai anh đi làm, em định ở nhà làm gì? Lên mạng tìm công việc part time, hoặc viết code, hoặc học bù mấy khóa học đại học. Lúc trước em nghỉ học lâu quá, nếu muốn tốt nghiệp thì điểm số còn thiếu một chút. Vậy sau này em cứ ở trong nhà, mỗi ngày ngoan ngoãn đợi anh về nhà, đừng chạy lung tung ra bên ngoài nữa. Dạ. Vân Phàm. Không được, anh cẩn thận vết thương lại rách ra. Không sao đâu, bác sĩ đã kiểm tra không vấn đề gì rồi. Anh đừng mà, vậy cũng không được. Vân Phàm, sao thức sớm vậy? Có thể ngủ thêm lát nữa mà. Anh phải đi làm rồi sao? Phải. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bao tử em không khỏe, nguội rồi thì hấp nóng lại hãy ăn. Vâng. Anh sẽ về sớm một chút. Em ở trong nhà ngoan, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Chị Tổng,
có thể có chuyện gì chứ? Còn như vậy nữa, em là người có đầy đủ tay chân, cũng bị anh nuôi đến phế luôn rồi. Cứ để cho anh nuôi em đi. Kỷ tổng, em là người chịu để người khác nuôi sao? Được rồi, anh mau đến công ty đi. Dù cho là giám đốc điều hành cũng không thể tùy tiện đi trễ được. Mà hình như em quên cái gì đó.